Xin chào, thời gian vừa qua thì chắc chắn là các bạn đã nghe qua cái thông tin là Xbox mua lại Bethesda, một cái studio phát triển game rất là nổi tiếng với những tựa game như là Fallout, Doom, The Evil Within hay là The Elder Scrolls. Sau khi mà thông tin này được leak ra thì cũng đã có rất là nhiều nghi vấn, thắc mắc được đặt ra rằng liệu nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tựa game ở trên PS5 hay là không? Liệu những cái tựa game ở PS5 nó có bị giảm chất lượng hay là không? Vậy thì ở trong video này mình sẽ mang đến cho các bạn danh sách những tựa game độc quyền chắc chắn sẽ có mặt ở trên PS5 để phần nào giải đáp những cái lăn tăn đó. Ok, cùng bắt đầu thôi nè. Cái tên xứng đáng đứng đầu danh sách ngày hôm nay và cũng gây nháo nhào với các anh em đam mê game đó chính là God of War Ragnarok. Tuy chỉ mới xuất hiện đoạn teaser và cuối sự kiện của PS5, thế nhưng đây được đánh giá là một tựa game độc quyền đáng mong đợi nhất ở trên hệ máy này. God of War là dòng game thuộc thể loại thần thoại, hành động phiêu lưu được phát triển bởi studio Santa Monica. Người chơi chúng ta sẽ vào vai Kratos, một vị thần chiến tranh ở trên đỉnh Olympus. Ba phiên bản đầu tiên của God of War có cốt truyện nối tiếp nhau, từ bản God of War năm 2005 cho đến God of War phần thứ 3 năm 2010. Đến năm 2013 thì studio này cho ra mắt tựa game God of War Ascension với dòng thời gian xảy ra trước sự kiện bộ 3 God of War đầu. Phần mới nhất của tựa game này được ra mắt vào năm 2018. Bối cảnh trong phần Ragnarok mới này được dự đoán là sẽ vào sự kiện Ragnarok của lịch sử Bắc Âu, kể về sự sụp đổ của các vị thần và ngày tàn của thế giới. Có thể đây là một hint của nhà phát triển rằng cuộc hành trình của Kratos và Atreus, hay còn được biết đến là Loki, sẽ là trận chiến kinh thiên động địa cuối cùng. Demon's Souls khởi nguồn cho dòng game thuộc thể loại Souls. Mặc dù trước đó tựa game độc quyền ở trên PS3 này đã bị chê thậm tệ, thì lần này PlayStation hứa hẹn đây sẽ là tựa game được remake xứng đáng với kỳ vọng của chúng ta ở trên PS5. Lấy bối cảnh tại Boletaria, một vương quốc bị hủy diệt bởi O1, thứ bóng đêm được giải phóng bằng việc sử dụng linh hồn bị cấm. Người chơi sẽ vào vai vị anh hùng đến Boletaria để giết vua Alan, lấy lại hòa bình với O1. Bọn mình cũng đã có một video phân tích về những điểm mới ở trên bản Demon's Souls remake này và link của video sẽ hiện ở góc bên phải màn hình. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì cứ nhấp vào đấy nhé. Phần tiếp theo của Horizon Zero Dawn sẽ tiếp tục được độc quyền ở trên hệ máy PS5. Được phát triển bởi Guerrilla Games, Horizon Forbidden West vẫn là một tựa game nhập vai hành động lấy bối cảnh hậu tận thế với góc nhìn thứ ba. Người chơi sẽ tiếp tục vào vai nhân vật Aloy, nữ thợ săn các cỗ máy chiến đấu quen thuộc. Horizon Forbidden West sẽ lấy bối cảnh thế giới mở tại California, Utah và Nevada. Vì là hậu tận thế nên là hãy cùng xem nhà phát triển sẽ vẽ nên bức tranh hùng vĩ gì cho những nơi này nhé. Spider-Man Miles Morales, tựa game độc quyền có mặt ở trên PS5 cuốn hút người xem từ những giây đầu tiên vì nó quá đẹp, đủ sức để so sánh với một thước phim điện ảnh. Được phát triển bởi Insomniac Games, tựa game người nhận lần này sẽ tập trung vào Ultimate Universe Spider-Man và những câu chuyện diễn ra sau sự kiện của phần game đầu tiên. Nội dung của phần game này sẽ diễn ra như sau. Miles Morales bị cắn bởi một con nhện được cải tiến về mặt di truyền, vậy nên chàng trai của chúng ta đã sở hữu được sức mạnh giống với Peter Parker, thậm chí là có những sức mạnh mà Peter không có nữa. Cũng là mô típ anh hùng đi giải cứu thế giới, thế nhưng mà ở phần game này, chàng người nhện da màu của chúng ta lại có thêm khả năng tàng hình cực hay ho. Loạt trò chơi Little Big Planet được phát triển bởi Sumo Digital sau thành công của phần game thứ 3 được ra mắt vào năm 2014. Lần này thì Sumo Digital đã cho ra mắt Sackboy: A Big Adventure độc quyền ở trên hệ máy PS5. Đơn giản là một tựa game đi cảnh phiêu lưu, nhưng mà phần game lần này cũng có rất là nhiều điểm khác biệt so với bản game 2014 trước đó. Đồ họa 3D, các chi tiết cũng được chỉnh chu hơn là những gì mà mình có thể cảm nhận được sau khi xem xong trailer của nó. Và nếu tích hợp với các công nghệ của cỗ máy PS5 thì quả thật, hình ảnh cho ra sẽ không làm người chơi chúng ta phải thất vọng đâu. Phần game này sẽ cho chúng ta vào vai Sackboy, nhân vật vui nhộn đã góp mặt trong các phiên bản Little Big Planet trước đó, và một Sackgirl màu tím, nhân vật hoàn toàn mới ở trong series này để cùng nhau phiêu lưu và các thế giới khác nhau. Phát triển bởi Housemarque, studio game tuyên bố đi trước các hãng game bắn súng Arcane một bước với minh chứng là tựa game Returnal. Returnal là game bắn súng góc nhìn thứ ba pha với thể loại kinh dị, được lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng Age of Tomorrow.
Thông qua lối chơi roguelike, người chơi sẽ khám phá được qua mỗi vòng lặp là một sự kết hợp mới. Vậy nên là lối chơi cũng sẽ không bị gò bó theo một kiểu mà sẽ cho phép bạn thử nhiều cách khác nhau để vượt qua thử thách. Với giá trị chơi lại rất cao, Returnal sẵn sàng thử thách những ai muốn trải nghiệm cảm giác vòng lặp là như thế nào. Destruction All-Star sẽ là tựa game tiếp theo mình đề cập ở trong danh sách này. Phát triển bởi Lucid Game, tựa game này sẽ cho phép chúng ta chơi ở chế độ online để đấu với những người chơi khác. Tất cả những gì cần làm là chạy đua và loại trừ những đối thủ khác bằng cách nghiền nát xe của họ, càng nát càng tốt là đằng khác. Gameplay tuy đơn giản nhưng mà cũng rất cuốn người chơi, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm một tựa game để xả stress. Tựa game chứng minh tốc độ đọc cực cao của SSD ở trên hệ máy PS5, Ratchet & Clank Rift Apart, và tất nhiên là nó sẽ độc quyền ở trên chiếc console này. Phát triển bởi Insomniac Game, Ratchet lần này được xây dựng rất kỹ về mặt hình ảnh cũng như là về nội dung. Thì cũng là đi bắn nhau, giải cứu thế giới khỏi một thế lực điên cuồng nào đó. Thế nhưng mà phần game lần này đã được thêm thắt rất là nhiều yếu tố như là vũ khí to hơn, khả năng di chuyển giữa các chiều không gian này, rồi visual nịnh mắt người chơi hơn, còn bổ sung cả nhân vật nữ cực xinh xẻo nữa. Danh sách này chưa thể kết thúc nếu không có tựa game đua xe cực đỉnh Gran Turismo phần 7. Phát triển bởi Polyphony Digital, hứa hẹn tựa game này sẽ sử dụng công nghệ haptic feedback mà mình đã đề cập ở trong video về tay cầm DualSense. Đây sẽ là điểm mới giúp cho người chơi chúng ta có được những cái trải nghiệm đua xe sướng hơn, thật hơn rất nhiều. Cùng với đó thì nhà phát triển con game này cũng khẳng định là sẽ khai thác hết sức mạnh phần cứng của PS5 để mang đến cho chúng ta những pha đua xe thật hơn bao giờ hết. Đó là các tựa game đã được công bố sẽ xuất hiện độc quyền ở trên hệ máy PS5. Các bạn mong đợi tựa game nào hay là muốn bọn mình làm thêm video về nội dung gì thì hãy để lại comment ở bên dưới cho mình cùng biết nhé. Cũng đừng quên nhấn nút subscribe kênh của bọn mình để luôn nhận được những video hay ho về game lẫn công nghệ. Mình là Ngân, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye!